lê hai hạt nha. Cái kim bên đây là ba hạt. Thì rối chỉ chỉ to thì nó đứng hạt, nhưng mà nó mình làm không khéo nó bị rối đó các bạn. Một bên tay trái thì ba hạt, bên tay phải hai hạt, mình giao nhau ở hạt thứ ba nha các bạn. Đây ba hạt nè, ở bên trái mình làm dấu vậy đi, bên đây hai hạt. Mình có mà hai cái vòng tròn rồi nè, các bạn thấy không? Thì hai cái kim mình để hai phía, mình làm dấu hễ bên phải mình đi hai hạt thì bên trái mình đi ba hạt, mà nó giao nhau ở hạt thứ ba của bên trái nha các bạn. Này nó không, này nó có công thức mà biết công thức rồi nó dễ lắm các bạn nè. Còn bên đây là ba hạt. Nếu mà các bạn muốn làm như thế này á thì nó là một màu, nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm có màu vô thì cái hạt thứ ba là các bạn để hạt màu nha các bạn. Y chang luôn, nhưng mà cái hạt thứ ba của cái cánh bên trái thì mình để màu vô, mình giao nhau ở cái hạt màu cũng cũng vậy thôi, nhưng mà cái hạt thứ ba thì mình để cái hạt màu rồi mình giao nhau ở cái chỗ đó thì nó ra màu. Cái hạt này mình làm màu nè, thì mình thì cái chuỗi mình nó ra màu như vậy nha các bạn. Cái hạt thứ ba làm màu thì nó ra như thế này nè, mà nó giao nhau ở cái hạt thứ à, hạt hạt màu thì nó ra vậy đó các bạn, chứ cũng y chang à.
cho nó giao nhau ở hạt thứ ba nha. Này nó có cái công thức đó các bạn ơi. Mình làm chỉ nó nhiều sợi quá thì nó dễ bị rút đó các bạn. Chỉ này mình xóa 3 sợi lên. Đây nào chỉ vậy. Bỏ nha các bạn. Bên đây ba hạt nè. Bên đây tiếp tục mình đi hai hạt. Rồi mình lấy hạt thứ ba mình giao nhau nè. Hai cây kim này nó đi qua đi lại liên tục nha các bạn. Hai cây kim này một lúc thì cây này bên đây, lúc cây kia bên kia.
thấy nó vừa vừa với cái cổ tay thôi nha. Đây, nó vừa nè, mình gắn móc vô là nó vừa đấy. Một ô nữa đây các bạn. Rồi các bạn bây giờ ra bốn nè, ra bốn mà trong đây mình có một hạt rồi, thì ở bên đây là mình đi là một nè, một với một là hai nha, rồi bên đây mình đi hai nè, nó ra bốn là ra cái đầu nó nhọn nhọn như vậy đó các bạn, ra cái đầu nó phải túm lại. Bên đây hai hạt nè các bạn thấy không, đây hai hạt nè, bên đây một hạt là ba nè, ba mà mình ở trong đây mình mượn một hạt ở chỗ này nó là bốn nè. Rồi bây giờ mình cũng giao nhau ở hạt cuối cùng nha. Mình được một cái sâu chuỗi đeo tay tuyệt vời rồi đó các bạn. Bây giờ mình lợi mối. Mình lợi mối ở cái đầu này. Lợi chỉ nha các bạn. Mình gắn cái móc vô đây nè các bạn. Mình gắn một cái móc rồi mình đeo vô tay mới được. Ở đây mình không có mua móc. Mình được một cái vòng đeo rồi nè. Chào các bạn nha, chúc các bạn tập sau nha các bạn. Video sau mình sẽ làm tiếp.